kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020. Kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Cửa hàng Minsk Coffee đã chính thức đi vào hoạt động tại quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sản phẩm chiến lược là cà phê trộn và các dòng cà phê sạch, hệ thống cửa hàng còn có dòng Minsk Food với phở và bún đậm chất Việt. Ở tương lai chúng tôi sẽ phát triển cái hệ thống mà coi như là chuỗi cà phê Minsk Coffee, để cái sản phẩm Minsk Coffee đi tới cái người tiêu dùng. Minsk Coffee tự chọn nguồn cà phê và sản xuất tại Buôn Mê Thuột với quy trình chuẩn chất lượng. Nổi bật là cà phê Arabica, Robusta và cà phê trộn cao cấp. Với tâm huyết dành cho ngành cà phê Việt, đặc biệt là khi thị trường cà phê đang biến chuyển mạnh mẽ như hiện nay, Minsk Coffee ra đời hy vọng mang dòng năng lượng mới cho những người yêu cà phê.